này chuyên gia công các sản phẩm quần áo thể thao, hàng dệt kim, xuất khẩu sang thị trường châu Âu, châu Mỹ. Tháng 9, tháng 10, đơn hàng quốc tế của công ty khôi phục hoàn toàn sau thời gian ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, nhờ hai dòng sản phẩm được tiêu thụ mạnh nhất trong bối cảnh giãn cách xã hội do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 là trang phục thể thao và bộ mặc nhà. Con số hiện nay của chúng tôi là đang đạt 106% so với mục tiêu ban đầu đặt ra. Công ty May 10 với các sản phẩm truyền thống là veston nam nữ, váy công sở và các loại sơ mi đến giờ mới chỉ nhận được 60-70% đơn hàng so với năng lực sản xuất. Không thể trông chờ vào các sản phẩm truyền thống, công ty đã phải dịch chuyển, xoay sang sản xuất thêm các sản phẩm phục vụ nhu cầu thiết yếu nhằm thêm đơn hàng, đảm bảo công ăn việc làm cho công nhân. Chúng tôi đã phải chuyển đổi những sản phẩm, ví dụ như đối với truyền sơ mi thì chúng tôi có thể sản xuất thêm và chuyển đổi sang những cái sản phẩm như là áo t-shirt, áo polo shirt, chúng ta gọi là cái hàng thun, và thậm chí là chúng tôi sản xuất những cái quần mặc ở nhà, quần bộ, quần áo ngủ ở nhà. Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam, dịch bệnh COVID-19 khiến nhiều dòng sản phẩm dệt may chưa thể khôi phục đơn hàng. Đặc biệt, các mặt hàng như veston, sơ mi nam có tỷ trọng đơn hàng vẫn giảm sâu từ 70-80%. Tuy nhiên lại có các dòng sản phẩm đồ thể thao, đồ nỉ, đồ thun sản lượng tăng 5-7%. Đơn hàng quần áo trẻ em, áo khoác mùa đông cũng tăng khi mùa đông ở châu Mỹ và châu Âu cận kề. Đại diện Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho biết, doanh nghiệp trong nước cần chất chiêu cơ hội, không chỉ chuyển dịch sản phẩm cốt lõi, tận dụng các đơn hàng nhỏ mà cần đáp ứng tốt tiến độ khi mà các đơn hàng hiện đang thực hiện thời gian giao cũng gấp gáp hơn nhiều. Các đơn hàng cần phải sản xuất thời gian rất ngắn và nhanh và giao hàng bằng máy bay. Cái 90 ngày bây giờ nó lỗi thời lắm rồi, 60 ngày lỗi thời lắm rồi, 20 mấy ngày thôi, 30 ngày thôi, không còn nhiều đâu. Tùy là đơn hàng lớn hay nhỏ, nhưng mà thời gian giao hàng cực kỳ nhanh. Trước những khó khăn doanh nghiệp dệt may đang đối mặt, Hiệp hội Dệt may cũng dự báo giá trị xuất khẩu ngành này năm nay sẽ đạt khoảng 35-36 tỷ đô la Mỹ, thấp hơn mức 39 tỷ đô la Mỹ năm 2019.